Trí tuệ. Một La Mã định nghĩa. Trí tuệ là tánh sáng suốt, xét soi cùng khắp, không bị ngăn che, trở ngại. Trí tuệ tiếng Phạn gọi là Jhana, tiếng Trung Hoa dịch âm là Bát Nhã hay Đại Trí Tuệ, để chỉ rõ cái rộng lớn, linh diệu, hiệu quả của trí tuệ. Nhiều khi trong kinh còn gọi là Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là trí tuệ sáng suốt cùng tột và chắc chắn sẽ đưa người tu hành đến quả vị Phật. Nếu vô minh là cái màn đen tối bao trùm vạn vật, làm cho chúng sanh không nhận được sự thật của vũ trụ vạn hữu, và do đó làm cho chúng sanh phải đau khổ, thì trí tuệ trái lại là cái khí giới duy nhất có công dụng phá tan được màn vô minh ấy, làm cho chúng sanh thấy rõ được sự thật vũ trụ vạn hữu và thể nhập vào sự thật ấy để sống một cuộc sống an vui tốt đẹp. Nói về trí tuệ, trong kinh Di Giáo Phật có dạy: người có trí tuệ không tham trước, tự tại sáng suốt, tránh khỏi hố hầm tội lỗi. Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền kiên cố, đưa chúng sanh khỏi biển khổ sông mê, là ngọn đèn sáng soi miền hắc ám, là liều thuốc chữa được muôn ngàn bệnh tật, là chiếc búa sắt đập tan rừng phiền não, là lưỡi dao bén cắt đứt lưới vô minh. Hai La Mã, sự sai khác giữa tánh thông minh hiểu biết của đời và trí tuệ của Phật. Khi nói đến trí tuệ, nhiều người tưởng lầm trí tuệ theo nghĩa trong đạo Phật cũng như sự thông minh hiểu biết giữa thế gian. Nhưng chỉ khác là trí tuệ của Phật rộng rãi sáng suốt hơn. Thực ra, sự thông minh hiểu biết của thế gian và trí tuệ của Phật có nhiều điểm sai khác. Do sự sai khác đó, giáo lý kinh điển Phật giáo phân biệt hai thứ trí tuệ: trí tuệ thế gian và trí tuệ trong đạo Phật. Một, trí tuệ thế gian là cái biết của thế gian. Cái biết còn nhiều sai lầm, sơ sót, khiến cho người ta cứ trôi lăn mãi trong ba cõi sáu đường. Trí tuệ thế gian có thể chia làm hai thứ. A, có thứ thông minh láo lĩnh, thấy rộng biết nhiều nhưng bất thiện. Nó chỉ biết phụng sự cho dục vọng, ích kỷ, thỏa mãn bản ngã hẹp hòi, làm tay sai cho cái ác. Cái biết này thật là nguy hiểm hơn cả cái ngu si nữa, vì nó làm cho con người mất hết cả lương tri, ác hơn cầm thú. Cho nên Đức Phật bảo rằng cái thông minh này là một cái nạn lớn trong tám nạn. B, có thứ thông minh mẫn tiệp, hiểu biết đâu là thiện nên làm, đâu là ác nên tránh, biết làm những điều lợi ích cho nhân quần xã hội. Tuy thế, cái biết này cũng không giúp cho con người thoát ra ngoài dòng khổ não luân hồi. Vì thế cho nên gọi là trí tuệ thế gian. 2. Trí tuệ trong đạo Phật có hai thứ. A, hữu lậu trí. Cái trí chưa có năng lực đoạn các phiền não hữu lậu, nghĩa là trong lúc ở địa vị phàm phu tu nhân, tuy dùng trí tuệ
quán sát thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Nhưng rồi lúc nào cũng thấy là tịnh, là vui, là thường, là thật ngã. Còn bị phiền não, hữu lậu lấn áp, không thể phá trừ được. B. Vô lậu trí, cũng gọi là bát nhã trí. Trí này đã phá trừ các phiền não hữu lậu, đạt đến chỗ rốt ráo thanh tịnh. Nhưng chỉ khi đặng thánh quả mới có. Trí này có hai phần. Về phương diện thể, tức là căn bản trí, cũng gọi là thật trí, vô phân biệt trí, như lý trí, chơn trí, vân vân. Kinh nói, Như Lai dùng căn bản trí, vô phân biệt trí, duyên chơn như, tâm và cảnh không hai, không có năng sở. Hay nói, dùng thật trí thấy rõ thật tướng của các pháp. Về phương diện dụng, tức là hậu đắc trí, sau khi đặng căn bản trí rồi mới có trí này, cũng gọi là quyền trí, sai biệt trí. Kinh nói, Đức Như Lai dùng quyền trí thấu rõ các pháp sai biệt, giáo hóa chúng sanh. Ba La Mã, công năng của trí tuệ. Người ta sống trong đời như đi trong đêm tối, như chèo ghe giữa biển mênh mông, không biết đâu là bờ bến. Trí tuệ thế gian là ngọn đèn soi sáng quãng đường ta đi, là địa bàn chỉ phương hướng cho ta đến. Người hơn vạn vật làm chủ được muôn loài là nhờ trí tuệ. Nền văn minh tiến bộ về vật chất của nhân loại ngày nay cũng nhờ trí tuệ. Nhưng dù văn minh đến đâu thì loài người cũng không thể vượt thoát được cảnh giới ta bà này, cũng vẫn còn đau khổ, vẫn còn chịu sự chi phối của bệnh tật già yếu, chết chóc, sầu thương. Muốn thoát khỏi cảnh khổ thế gian phải nhờ trí tuệ của Phật. Trí tuệ của Phật có nhiều công năng diệu dụng khác với thế gian trí, dựa theo tánh cách của công năng diệu dụng ấy. Duy Thức Học chia trí tuệ ra làm bốn loại, có bốn tên gọi khác nhau. Khi ở địa vị phàm phu, còn trong dòng mê muội, thì mỗi người có 8 thức và 51 món tâm sở. Đến khi chứng đặng thánh vị thì tâm thức và 51 món tâm sở ấy đều chuyển ra thành trí. Thức thứ 8 là A Lại Gia, có công năng gìn giữ thân mạng, chủng tử và thế giới. Khi đạt đến địa vị vô lậu thì thức này biến thành đại viên cảnh trí. Trí sáng suốt như bức gương lớn và tròn đầy, chỉ cho thể tánh chân như. Thức thứ 7 là Mạt Na, có công năng thường chấp ngã. Khi đạt đến địa vị vô lậu, biến thành bình đẳng tánh trí, nhận thức các pháp là đúng với tánh bình đẳng vô ngã của nó. Thức thứ 6 là ý thức, có công năng phân biệt so đo. Khi đạt đến địa vị vô lậu, biến thành diệu quan sát trí, năng lực quán sát thần diệu. Năm thức trước, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, có công năng tiếp xúc trần cảnh. Khi đạt đến địa vị vô lậu, biến thành thành sở tác trí, có năng lực nhận thức cùng khắp, thành tựu mọi công việc. Bốn La Mã, gương trí tuệ của Đức Bổn Sư Thích Ca. Đức Phật cũng được gọi là Đấng Giác Ngộ. Danh từ này được nhân loại từ xưa đến nay công nhận và tôn xưng. Đức Phật Thích Ca ngay từ khi còn thơ ấu đã tỏ ra
trí tuệ hơn người. Lúc mới 7 tuổi, một hôm đi xem lễ cầy, thấy cảnh tương tàn tương sát giữa sinh vật, Ngài nhận chân được nỗi khổ của kiếp sống và cái định luật khắc nghiệt của cõi đời là sự sống chồng lên sự chết của muôn loài muôn vật. Ngài chỉ học một mà biết 10, nên đã làm cho các vị giáo sư phải ngạc nhiên và bái phục, tôn Ngài lên làm thầy dạy lại họ. Mỗi lần vào thăm một cửa thành là Ngài tìm được một sự thật đen tối của cõi đời: nào đau, nào già, nào chết. Nhưng biết sự thật ấy không phải để mà biết, hay đành xuôi tay bất lực, hay khóc than một cách tiêu cực. Ngài không dừng cái biết của Ngài tại đó, mà còn đẩy xa ánh sáng trí tuệ của mình, tìm tới nguyên nhân đau khổ. Tìm được nguyên nhân đau khổ rồi, Ngài lại tìm phương pháp để dứt trừ nguyên nhân đau khổ. Đến đó, Ngài cũng chưa chịu dừng nghỉ, mà còn tìm một cảnh giới an vui vĩnh cửu. Tất nhiên, công việc tìm tòi và thành tựu mỹ mãn ấy không phải dễ dàng. Ngài phải rời bỏ tất cả những gì quý báu thân yêu, lặn lội tìm thầy, tìm bạn để học hỏi, đi hết xứ này đến xứ khác. Nghe ở đâu có một vị đạo sĩ triết gia thông minh xuất chúng là Ngài tìm đến thù giáo. Không quản ngại đường xá xa xôi, núi rừng hiểm trở, nhưng đến đâu Ngài cũng thấy cái biết của họ chưa cùng tột, còn có những nỗi thắc mắc chưa được giải quyết. Trước tình thế ấy, đành chịu đầu hàng vô minh chăng? Không thể như thế được. Ngài quyết tâm phá tan màn vô minh mới thôi. Không thể nhờ ai dạy cho mình phương pháp diệt khổ hoàn toàn, đem vui vĩnh viễn được thì Ngài tự mình tìm lấy. Từ đó, ngày đêm Ngài tham thiền, nhập định, quên ăn bỏ ngủ trong suốt 49 ngày dưới gốc Bồ Đề, và một buổi bình minh kia, trí tuệ của Ngài đã bừng sáng, chiếu khắp mười phương, soi thấu suốt từ quá khứ đến vị lai, thấy được bản thể của vũ trụ rõ ràng như thấy bàn tay mình. Từ đó, Ngài đã thành đấng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Năm La Mã, người Phật tử phải trau dồi trí tuệ như thế nào trong đời sống hàng ngày? Mỗi chúng ta đều có sẵn cái mầm trí tuệ, cái chất trí tuệ của Phật. Nhưng cái mầm ấy không được vung trồng, săn sóc, thiếu đất, thiếu nước, thiếu không khí, nên không nảy sanh được cây Bồ Đề. Cái chất trí tuệ ấy như ngọc lẫn lộn trong đá, không được mài dũa nên ánh sáng không phát ra. Muốn có được trí tuệ như Phật, chúng ta phải tu theo các pháp mà Phật đã chỉ bày. Những pháp này nhiều không xiết kể, nhưng chúng ta nên lựa vài pháp môn thông thường có thể thực hiện được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trước tiên, chúng ta phải biết nghe, biết thấy, rằng không phải chỉ nghe những điều thiết yếu của Phật dạy. Thấy những điều thiết yếu trong kinh điển là đủ. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể nghe thấy những điều bổ ích quanh ta. Nói một cách khác là ta phải luyện khiếu quan sát để rút ra những bài học Phật pháp quý báu. Trong khi nghe, thấy, quan sát, chúng ta cố gắng đừng để cho dục vọng ích kỷ dính vào cái thấy, cái nghe, cái quan sát của ta. Đừng yêu, đừng ghét, đừng thiên vị cái mà dục vọng, lòng tự kỷ yêu ghét thiên vị. Nói một cách khác là đừng để cho cái ta hẹp hòi bắt buộc ta chỉ mở mắt nhìn cái nó thích, nghe cái nó ưa, và nhắm mắt bịt tai không cho lọt vào mắt ta
tai ta, cái nó không ưa, không thích. Đừng sợ sự thật, đừng sợ ánh sáng, nhất là khi sự thật ấy có thể làm mất lòng cái ta. Khi cái ánh sáng ấy làm chói mắt cái ta. Ở đời biết bao nhiêu người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Vì mắt tai bị cái màn của thói quen, thành kiến, quyền lợi, thất tình, bản ngã che lấp. Vậy trước khi nghe, khi nhìn, hãy dán cái màn đen tối ấy lên đã. Nghe thấy, quan sát một cách sáng suốt, khách quan cũng chưa đủ để thấy rõ được sự thật nằm bên trong sự vật. Phải dùng trí để suy nghiệm. Tư, xét soi tất cả mọi khía cạnh, chia chẻ sự vật để thấy được cái lõi, cái nguyên lý của nó. Phải luôn luôn đặt những câu hỏi: vì sao, thế nào, rồi sao nữa. Bất luận một lời, một cử chỉ, một hành động gì, trước khi làm ta cũng phải dùng trí tuệ để soi xét cho thấu đáo ngọn ngành. Thí dụ, khi ta thích ăn ngon, thích ngủ nhiều, ta phải tự hỏi xem những tánh xấu ấy rồi sẽ đưa ta đến kết quả gì, có làm cho ta tiến bộ hay thoái hóa. Ta nhận xét xem có ai thích ăn ngủ nhiều mà thành tựu trong đời họ không. Khi ta muốn đắm mình vào cờ bạc rượu chè, hút sách, ta phải tự hỏi xem có người nào mê say những thứ ấy mà thân hình không bạc nhược, tinh thần không sa đọa, gia đình không tan nát không. Khi ta nói dối trá, lừa đảo người này, bóc lột kẻ khác, ta hãy nghiệm xem kết quả của những hành động ấy sẽ thế nào. Người ta có tín nhiệm ta mãi chăng? Ta có được người đời kính mến chăng? Ta có được mãi mãi yên thân với những hành động xấu xa ấy chăng? Khi ta nóng giận, kiêu mạn, ta hãy hồi tâm nghĩ lại xem những tánh xấu ấy đã tàn hại cuộc đời chung và đời riêng đến mức nào. Nếu dứt trừ được những tánh ấy, tâm hồn ta sẽ nhẹ nhàng, thư thái như thế nào? Cuộc sống giữa xã hội dễ thở, an vui như thế nào? Tóm tắt một lời là phải dùng trí tuệ trong mọi ý nghĩ, lời nói, cử chỉ, hành động, trong mọi địa hạt hoàn cảnh, trong mọi thời, mọi thế. Hãy nên luôn nhớ rằng si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí tuệ là gốc của muôn hành lành. Tổ sư có dạy một câu rất thâm thúy: bất úy tham, sân khởi, duy khủng tự giác trì. Tức là không sợ tham sân nổi dậy, mà chỉ sợ trí tuệ tự giác chậm chạp không phát lộ. Nói một cách khác là ta hãy luôn luôn cảnh giác, tỉnh táo, sáng suốt, dùng đuốc trí tuệ soi sáng luôn luôn đời ta. Hãy làm cho trí tuệ của ta luôn luôn bừng dậy bằng những câu hỏi về nguyên nhân, kết quả, thực tại, quá khứ, tương lai. Hỏi luôn hỏi mãi, đến bao giờ thấu rõ mới thôi. Không bao giờ hỏi rồi mà chịu để câu hỏi không lời giải đáp. Không bao giờ chịu nhận một lời giải đáp nửa chừng mà không tìm cách làm cho nó đầy đủ, rốt ráo. Hỏi mãi, hỏi hoài, hỏi cho đến bao giờ không còn gì để hỏi nữa mới thôi. Nhưng ở đây, chúng ta cũng nên tỉnh táo, đề phòng những cạm bẫy nguy hiểm của dục vọng, của cái ta, của vô minh. Nghĩa là có những câu giải đáp như những liều thuốc ngủ, không giải đáp gì cả mà chỉ thoa dịu, dỗ về ru ta ngủ để ta đừng hỏi nữa. Có những câu giải đáp không trả lời thẳng cho câu hỏi để mở rộng sự hiểu biết, mà chỉ nhằm tâng bốc cái ta, làm thỏa mãn dục vọng, nâng cao cái ngã mạn, ngã ái,
khiến cho lý trí ta mỗi ngày mỗi lu mờ, không còn khả năng sáng suốt để nhận rõ đâu là phải, đâu là trái, đâu là hay, đâu là dở nữa. Nhưng ngược lại, cũng nên đề phòng một khuyết điểm thứ hai là sự ham chuộng tìm biết sự thật để thỏa mãn tánh tò mò. Cái biết suông, hiểu để mà biết, cái biết vô trách nhiệm. Cái biết của người trau dồi trí tuệ là cái biết dựa trên tình thương, trên từ bi. Cái biết làm thế nào cho mình, cho nhân loại, chúng sanh thoát ra ngoài dòng đau khổ. Cái biết đem lại an vui cho tất cả. Cái biết của xuất thế gian trí. Biết chân chính cũng chưa đủ, cần phải thực hành theo cái biết ấy. Tu biết mà có thực hành mới có thực nghiệm, có thực nghiệm thực chứng mới thật là biết. Thực hành là cái lò để luyện thép trí tuệ, là viên đá để mài ngọc trí tuệ. Không thực hành thì cái biết ấy chỉ là cái biết suông, không đủ sức để đuổi xa tà niệm, phá tan màn vô minh. Thần chứng lý vô ngã, thể ngộ pháp vô sanh. Muốn trau dồi trí tuệ cho có kết quả, người Phật tử phải thực hành theo pháp tam vô lậu học: giới, định, huệ. Giới là ngăn chặn, đón giữ tà niệm, vọng tâm, không cho nó phát sinh. Giới là bức thành cao ngăn dạt phiền não, là đạo quân tinh nhuệ dẹp trừ ma dương. Giới là bóng đèn bao bọc ngọn đèn trí tuệ, không cho gió vô minh làm xao động hay thổi tắt. B. Định là pháp làm cho thân tâm định tĩnh, là tham thiền nhập định. Định như ngọn đèn khi hết bị gió làm chao động, tập trung được ánh sáng, soi chiếu được xa. Định như ly nước được để yên một chỗ, làm cho bao nhiêu cấu bẩn đều lắng xuống đáy ly. Định như mặt nước hồ im lặng, phẳng lì, có thể phản chiếu được rõ ràng bầu trời cây cỏ. C. Huệ là sự soi sáng, sự phát ra ánh sáng với bao nhiêu diệu dụng của nó, làm cho kẻ tu hành thấy biết được rõ ràng thực tướng của nhân sinh, vũ trụ, nguồn gốc của đau khổ, con đường đưa đến giải thoát hoàn toàn. Khi đã biết được đúng đắn, cung khắp, rõ ràng như thế, gọi là chánh biến tri. Trí tuệ khi đạt đến trình độ hiểu biết này thì nghiễm nhiên trở thành chánh đẳng, chánh giác hay Phật. Làm được như thế gọi là dưỡng tánh trí tuệ của Phật mà mỗi chúng ta đều đã có sẵn ở trạng thái tiềm phục trong ta. Bình đẳng. Một La Mã định nghĩa: bình là bằng, là ngang nhau, không cao, không thấp, không trên, không dưới. Đẳng là sắp hạng, là cấp bậc. Bình đẳng là sắp ngang nhau, là xem như nhau. Không thấy có cái này cao, cái kia thấp. Không thiên vị hạng người này, trừ bỏ hạng người kia. Tánh bình đẳng của Phật là một tánh bình đẳng tuyệt đối. Bình đẳng xét ngay từ trong thể tánh của vũ trụ, ngay từ trong cội nguồn của cuộc đời là sự sống. Mọi sự sống bất luận dưới hình thức nào đều có giá trị ngang nhau, đều được tôn trọng như nhau. Mọi sinh vật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Hai La Mã, tánh chất bình đẳng của Phật. Chúng ta thường nghe nói đến bình đẳng ở ngoài đời. Cách mạng Pháp
năm 1789, nêu cao khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái và quyết tâm thực hiện cho được ba điểm ấy, mà những nhà cách mạng cho là ba lý tưởng đẹp đẽ nhất của loài người. Ba lý tưởng ấy cho đến ngày nay nhân loại vẫn chưa thực hiện được. Riêng về phương diện bình đẳng, chúng ta phải lấy làm buồn rầu mà tuyên bố rằng nhân loại còn xa mục tiêu ấy quá. Hiện nay trong nhiều xã hội, vấn đề bất bình đẳng dựa trên huyết thống, quyền lợi vẫn còn tồn tại. Trong nhiều nước, vấn đề kỳ thị chủng tộc, chia rẽ màu da vẫn chưa được giải quyết xong. Nhưng một ngày kia, dù cho nhân loại có thực hiện được lý tưởng bình đẳng như đã nói trên, thì cái bình đẳng ấy đem so với cái bình đẳng của Phật cũng còn hẹp hòi, cũng còn bất bình đẳng. Cái bình đẳng ấy chỉ là bình đẳng trong phạm vi loài người, áp dụng cho loài người, chứ không phải có bình đẳng chung cho muôn vật, áp dụng cho toàn thể chúng sanh như bình đẳng của Phật. Đối với Phật thì muôn vật và người, người và Phật đều bình đẳng như nhau, vì mọi loài đều có sự sống, đều cùng chung một bản thể, đều cùng chung một cái luật, luật nhân quả. Không một loài nào được hưởng ân huệ riêng, cũng không một loài nào bị thiệt thòi riêng. Hễ ai tạo nhân lành thì hưởng quả đẹp, ai tạo nhân ác thì chịu quả xấu. Chúng sanh nào nhiều tham dục, sân hận, si mê thì bị sống trong cảnh giới đen tối khổ sở. Chúng sanh nào cõi lòng trong sạch, chất chứa từ bi, có trí tuệ vân vân thì sống trong cảnh giới sáng sủa an vui. Ba la mã, công năng của tánh bình đẳng. Tánh bình đẳng chung cùng, rộng rãi, sâu xa ấy đã tạo cho cõi đời không biết bao nhiêu là kết quả quý báu. Tánh bình đẳng ấy làm cho mọi người được đặt ngang hàng nhau, mọi giai cấp trong xã hội được san bằng, mọi bất công được tiêu trừ, mọi áp chế dựa trên huyết thống, màu da, chủng tộc, quốc độ được ngăn chặn. Tánh bình đẳng ấy làm cho những người ở trong địa vị tối tâm thấp kém thêm nhiều tin tưởng ở ngày mai, thêm nhiều hăng hái trong công việc cải tạo hoàn cảnh của mình. Trái lại, nó làm cho những người ở trong địa vị cao sang, quyền quý bớt tánh tự cao tự đại, bớt tánh ỷ lại vào giai cấp của mình. Nó làm cho mọi người giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn, gần gũi thông cảm với nhau hơn, bớt oán nhau, bớt khinh nhau, biết tôn trọng nhân phẩm của nhau, quyền sống của nhau. Do sự bình đẳng trong từ bi, trong sự sống, trong Phật tánh, loài người biết yêu thương loài vật hơn, không thấy mình có độc quyền giết hại sinh vật, không thấy cái tự cao tự đại, cho rằng muôn vật sinh ra để phụng sự mình, để sống chết cho mình. Hơn nữa, tánh bình đẳng trong khi đặt chúng sinh và Phật ngang nhau đã tạo cho loài người một lòng tin vô bờ bến ở khả năng thành Phật của mình và lòng hăng hái trong công việc Phật hóa ấy. Bốn la mã, gương bình đẳng của Đức Bổn Sư Thích Ca. Đức Phật là người đầu tiên trong nhân loại đã phản kháng chế độ giai cấp và đã phá đổ thành trì, chia cách dân tộc Ấn Độ ra làm bốn giai cấp là Bà La Môn, Sát Đế Lị, Tỳ Xá Già và Chiên Đà La. Chính Đức Thích Ca trong khi đi tìm đạo đã nói với một người chăn cừu như thế này: mỗi người sanh ra không mang sẵn dấu tinh ca, tức là dấu riêng của hàng quý phái, trên trán.
không mang sẵn giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và trong nước mắt cùng mặn như nhau. Một người sanh ra không phải liền thành Bà La Môn hay Chiên Đà La, tức là dòng Hà Tiện, mà chính vì sở hành người ấy tạo thành một người Chiên Đà La hay Bà La Môn. Trong giáo hội của Ngài, cũng như trong công cuộc giáo hóa độ sanh, Đức Phật không bỏ một ai, dù là hạng người nghèo khổ, hà tiện như người gánh phẫn. Không thiên vị một ai, dù đó là một vị đế vương oai phong lẫm liệt. Kinh Đại Niết Bàn đã tán thán tánh bình đẳng của Đức Phật như sau: Đức Như Lai không những chỉ thuyết pháp cho các hạng người quyền quý như vua Bạc Đề Ca, mà cũng thuyết pháp cho hạng người bần cùng như ông Ưu Bà Ly. Không riêng thọ lãnh sự cúng dường của những người giàu có như ông Tu Đạt Đa, mà cũng thọ lãnh sự cúng dường của các hạng nghèo khó như ông Thuần Đà. Không riêng cho phép các hạng không có tánh tham như ngài Ca Diếp xuất gia, mà cũng cho phép được xuất gia những người nhiều tánh tham như ông Nan Đà. Không những thuyết pháp cho hạng người an tịnh không dự diệt đời, mà cũng thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La trong lúc đang lo diệt nước. Không những thuyết pháp cho hạng thanh niên 25 tuổi, mà cũng thuyết pháp cho ông già 80 tuổi. Không những thuyết pháp cho bà Hoàng hậu Mạc Lợi, mà cũng thuyết pháp cho dâm nữ Liên Hoa. Trong lúc sanh thời, Đức Phật mặc dù đã đạt đến một địa vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, được toàn thể người đời từ giai cấp hạ tiện đến giai cấp vua chúa, tăng lữ sùng mộ bái phục, thế mà ngài vẫn khoác chiếc áo giá trăm mảnh, mang bình bát đi khất thực hết nhà này đến nhà khác. Như bao nhiêu đệ tử của ngài đi đâu về cũng tự múc nước rửa chân lấy. Gia tài của ngài cũng chỉ dọn dẹn có 8 món đồ cần thiết như những đệ tử của ngài: cái quạt để che đầu, 2 bộ y, cái gậy, đôi dép, cái dao cạo, bình bát, các lưới lọc nước, cây kim may. Dựa trên tinh thần bình đẳng tuyệt đối ấy, Đức Phật đã chế ra cho các vị tăng già một lối sống hoàn toàn bình đẳng, mà ngày nay trong các xã hội tự xưng là bình đẳng nhất cũng không thể theo kịp. Đó là lối sống lục hòa, cùng ở trong một hoàn cảnh như nhau, cùng chia những quyền lợi đồng đều như nhau, cùng nói những lời hòa nhã như nhau, cùng giữ những giới luật như nhau, cùng giải bày những cái thấy nghe hay biết cho nhau, cùng duyệt xét phê bình những tình ý của nhau trong sự ôn hòa thông cảm. Đức tánh bình đẳng ấy đã được truyền nối qua các đệ tử của ngài và đã cảm hóa họ một cách sâu xa, cho nên họ cũng có những cử chỉ và lời nói đẹp đẽ chẳng khác gì cử chỉ và lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca. Ông A Nan một hôm đến xin nước của một thiếu nữ dòng Chiên Đà La. Người này thưa: Thưa ngài hãy tránh ra, vì con là dòng họ Chiên Đà La. Ông A Nan trả lời: Tôi đến đây xin nước uống, tôi không xin giai cấp. Vua A Dục đã trả lời cho một vị đại thần như sau: Khi vị này can ngăn vua, không cho vua đảnh lễ các vị tỳ kheo. Nếu lấy huệ nhãn của Phật mà xem xét thân thể, thời biết thân ông vua và thân mọi người giống nhau, cũng là da, thịt, xương, khác nhau chỉ có cái phù hoa bên ngoài, nhưng cốt yếu ở đời là lòng đạo đức. Về phương diện này thì trong thân người hèn hạ nhất ở đời cũng có thể có.
chính lòng đạo đức ấy. Người có trí gặp đâu cũng phải tôn trọng, giái lạy. Nam La Mã, người Phật tử phải nuôi dưỡng tánh bình đẳng như thế nào trong đời sống hàng ngày? Mỗi người đều đã có sẵn Phật tính, tất nhiên cũng đã có sẵn cái mầm bình đẳng của Phật. Nhưng cái mầm ấy đã bị vùi sâu dưới bao nhiêu lớp bất công, bất bình đẳng, dưới bao nhiêu giai cấp, tập quán, thành kiến của xã hội. Từ xưa đến nay, nhân loại đã dựa trên quyền lợi, tài trí để làm tiêu chuẩn phân định từng bậc thứ lớp trong xã hội. Người giàu, người có tài trí, người thuộc dòng quý phái thấy mình có quyền đứng cao hơn kẻ khác, được hưởng quyền lợi nhiều hơn kẻ khác, có quyền bắt kẻ dưới phải phục dịch cho mình, có quyền khinh bỉ những ai không được như mình. Tiêu chuẩn ấy làm cho xã hội chia rẽ, bất an. Người trên khinh kẻ dưới, người dưới oán kẻ trên. Người mạnh hiếp kẻ yếu, người yếu thù kẻ mạnh. Muốn cải thiện xã hội phải đặt tiêu chuẩn lên đạo đức, phải lấy tinh thần bình đẳng của Phật giáo làm nòng cốt trong đời sống xã hội. Trước tiên, người Phật tử phải nêu cao gương sáng, phải thương yêu tất cả mọi người. Đừng phân biệt thân sơ cao hạ, đừng thấy giàu sang mà trọng, nghèo hèn mà khinh. Đừng bợ đỡ kẻ quyền quý, đừng giảm đạp kẻ thế cô. Đến chùa chỉ nên thấy mọi người là Phật tử như mình, là đạo hữu, không thấy chức tước, giàu sang hay nghèo hèn của họ. Ai có đạo đức, có tu hành thì đều được kính trọng như nhau. Ưu Bà Ly xuất thân là một kẻ gánh phân, thế mà vẫn được Đức Phật nhận vào đại chúng và được vua chúa đương thời kính lạy vì đạo đức của Ngài. Ngoài xã hội, chúng ta cũng áp dụng tinh thần bình đẳng ấy. Mọi người, mặc dù ở địa vị nào, đều là người, nghĩa là đều có nhân phẩm, đều được tôn trọng. Nhưng ai có đạo đức, biết giúp ích xã hội, biết dẹp lòng dị kỷ, biết yêu đồng loại, biết hy sinh vì nghĩa vụ, những người ấy đều được chúng ta kính mến, mặc dù họ ở trong hoàn cảnh nào, từng lớp xã hội nào. Riêng ta đối với ta, đừng bao giờ tự cho là quan trọng hơn người, cao hơn người, phải được săn sóc, chiều chuộng hơn người. Trong giai đoạn đầu, phải đặt ta ngang hàng với bao nhiêu cái ta khác ở chung quanh. Dần dần phải tập xóa nhòa biên giới giữa ta và những cái ta khác trong nhân loại. Không thấy có cái ta nào là đáng quý hơn cái ta nào. Trong giai đoạn thứ hai, phải tập xóa nhòa biên giới giữa cái ta là người với những cái ta là của chúng sanh. Đừng thấy cái ta của giống người cao hơn cái ta của chúng sanh. Đừng thấy cái ta nào là đáng quý hơn cái ta nào. Trong giai đoạn thứ ba, phải tập xóa nhòa cái quan niệm ta là chúng sanh, mà ta chỉ nên thấy ta là một sự sống, ta có một sự sống. Trong giai đoạn thứ tư, phải tập xóa nhòa biên giới giữa sự sống của ta và sự sống không phải của ta. Đừng thấy có cái sống riêng biệt, mà chỉ thấy có cái sống chung cùng, toàn thể. Trong ấy, cái sống của ta chan hòa, đồng hòa với tất cả. Làm như thế là dưỡng tánh bình đẳng của Phật, mà mỗi chúng ta đều có sẵn ở trạng thái tiềm tàng trong ta.